Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Bây giờ chỉ có bộ quần áo này, ra ngoài sẽ tìm quần áo vừa với người hơn. Người sinh ra đã biết nói à, người tên là gì? Chai cha. Xem ra người chỉ biết gọi cha, còn nữa ta cũng không phải là cha của người. Nếu như người sinh ra từ trứng thủy tinh, vậy ta gọi người là tinh tinh đi, người thấy thế nào? Tinh tinh hay? Sau khi đặt tên xong thì nhân lúc năng lượng vẫn còn dày đặc, đường tam tiếp tục hấp thụ. Tinh tinh cũng hấp thụ năng lượng xung quanh ở trong lòng của đường tam. Trong lúc đó, đường tam đang suy nghĩ về điểm thần bí của đài sen này. Nhìn thấy hạt sen vàng ở trong đài sen, vốn muốn lấy một hạt, nhưng mà thiên hồ khí vận khiến cậu ấy cảm nhận được nguy hiểm, vì thế đã từ bỏ suy nghĩ này trong tiếc nuối. Một khoảng thời gian sau, tiếng nhạc dừng lại, năng lượng xung quanh dần dần bắt đầu mỏng manh. Đường tam không thể nào khiến cho tất cả lạc ấn đều tiến hóa đến bát giai. Rất tiếc, nhưng đã ở đây lâu như thế rồi nên đến lúc rời đi rồi, chúng ta đi thôi. Nếu như năng lượng đồng hóa trước đó tan biến, lúc về sẽ rất là phiền đây. Không biết là hiệu quả đồng hóa còn tồn tại hay không. Vươn một sợi nam ngân thảo ra thăm dò phản ứng của hoa màu lạnh. Hiệu quả đồng hóa vẫn còn, thế thì tốt. Cái gì? Bên ngoài sức mạnh tay ai trôi ngược lại theo sức mạnh của Lam Ngân Thảo? Hả? Sức mạnh may mắn ở bên trong cũng bắt đầu đối kháng với sức mạnh tai ách đang tiến vào bên trong. Hai năng lượng này lấy mình làm trung gian tiến hành đối kháng. Cơ thể của mình hoàn toàn không thể nào cử động được. Hai năng lượng đang va chạm kịch liệt trong cơ thể. Tính sai rồi. Không nên thăm dò để cho hai loại năng lượng này va chạm, nên xông ra luôn. Bây giờ cơ thể của mình kết nối trong ngoài. Hai năng lượng khiến cho mình không thể nào điều khiển cơ thể. Chà. Tóc bà, con người của Tinh Tinh đều biến thành một màu đen. Một nửa đen nửa trắng rồi. Nó gánh chịu va chạm của hai năng lượng này cho mình. Chết tiệt, cứ tiếp tục như thế này nó sẽ chết. Phải cứu nó, tốt xấu gì cũng gọi mình là cha, không thể nào để nó chết vì mình. Xem ra chỉ có thể dùng lá bài cuối cùng của mình. Thần thức. Cha. Ơi, một tiếng này của nó đã phá hoại loại năng lượng này. Bây giờ mình có thể cử động rồi. Mau chóng ra ngoài thôi. Hừm, cả người Tinh Tinh đang phát sáng.